Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Việt Nam vẫn thường xuyên cử cán bộ sang đào tạo ở Trung Quốc từ nhiều năm qua. Ngày 30 tháng 9, AFA tiếng Việt có bài bình luận: Hà Nội gửi người sang Trung Quốc học lớp cán bộ nguồn, công chúng lo ngại chuyên gia nói gì? Theo đó, 20 cán bộ cấp cao của Thành ủy Hà Nội vừa hoàn thành lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn cho Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. AFA dẫn lời thạc sĩ quan hệ quốc tế Nguyễn Thế Phương cho biết, cán bộ nguồn là những người có thể được quy hoạch lên các chức vụ lãnh đạo từ trung đến cao cấp của tỉnh thành hoặc trung ương. Chuyện Việt Nam cử cán bộ đi học tập ở Trung Quốc không có gì là bất thường, mà ngược lại nó còn xảy ra khá thường xuyên, đặc biệt là ở các tỉnh nằm ở biên giới phía Bắc. Bởi vì ông Phương giải thích mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc được đặt lên trên nền tảng là quan hệ chính trị giữa hai đảng, hình ảnh bài bình luận trên AFA. Cho nên Việt Nam thường xuyên cử cán bộ qua học hỏi về lý luận làm sao để xây dựng tổ chức đảng và các cơ quan hành chính, làm sao để làm công tác dân vận tốt, làm sao để áp dụng và học hỏi các mô hình phát triển lẫn nhau. Mà trong trường hợp này là Việt Nam học hỏi mô hình phát triển của Trung Quốc ở một số mặt. Ngoài ra, theo ông Phương, những lần học tập tiếp xúc giữa cán bộ hai bên cũng là một cơ hội để Việt Nam có thể thu thập thông tin về tình hình ở Trung Quốc và cũng để xây dựng mối quan hệ cá nhân giữa các lãnh đạo trung và cao cấp giữa hai nước. AFA cho biết, việc cử cán bộ đi học tập đào tạo ngắn và dài hạn ở nước ngoài không phải là hiếm hoi, mà đây chính là chủ trương của Bộ Chính trị. Tháng 8 năm 2022, Bộ Chính trị đưa ra mục tiêu Mỗi năm cử người đi nước ngoài bồi dưỡng khoảng 400 cán bộ cho đến hết năm 2025. Từ năm 2026 đến 2030, mỗi năm cử đi nước ngoài bồi dưỡng khoảng 500 cán bộ. Ông Thế Phương cho biết, mục tiêu của Việt Nam hiện nay là bắt đầu chuyên nghiệp hóa hành chính công nên mở rộng các nước gửi cán bộ sang để đào tạo, nâng cao năng lực quản lý, đặc biệt là trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường, ngoài Trung Quốc cán bộ ở tất cả các tỉnh thành còn được cử đi học tập ở các nước như Úc, Anh, Canada, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Hà Lan, Bỉ, Nga, Hàn Quốc, vân vân, AFA cho hay. Hình ảnh lễ bế giảng khóa bồi dưỡng cán bộ nguồn của Hà Nội ở Quảng Châu, Trung Quốc. Tuy nhiên, việc cử cán bộ đi học tập ở Trung Quốc khiến dư luận chú ý hơn so với các nước khác. AFA dẫn ý kiến của nhà phân tích tình hình chính trị Việt Nam, tiến sĩ Hà Hoàng hợp cho biết đã có nhiều đợt bồi dưỡng ngắn hạn ở Trung Quốc mà hai đảng đã thỏa thuận với nhau, báo đảng vẫn đưa tin bình thường. Còn lần này vì có bí thư Thành ủy Hà Nội sang Quảng Châu dự thì bà con thấy nó mới lại đăng ở các báo online nên bà con đọc nhiều. Tuy nhiên, quy hoạch là một việc bổ nhiệm hay không là một việc khác hẳn, ít có liên quan với nhau. Ông Nguyễn Thế Phương thì cho rằng rất khó để đánh giá về lo ngại của công chúng rằng những khóa học như thế này có ảnh hưởng đến kế hoạch bổ nhiệm cán bộ ở việt nam hay không tuy nhiên nó chắc chắn có tác động đến quan hệ hai nước vì chính các quan chức cả hai bên qua lại thăm viếng lẫn nhau sẽ tạo ra môi trường quan hệ cá nhân và nó tạo ra nhiều kênh liên lạc để có thể hai bên giải quyết những bất đồng ví dụ như vấn đề biển đông cần nói thêm rằng theo thông tin từ một số cựu tù nhân lương tâm từng bị giam chung với các tù nhân làm gián điệp cho trung quốc khi ở trong tù thì Trung Quốc thường xuyên tuyển chọn gián điệp cho họ thông qua các khóa học như thế này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Việt Nam vẫn thường xuyên cử cán bộ sang đào tạo ở Trung Quốc từ nhiều năm qua. Ông Nguyễn Minh Sơn bị tuyên 6 năm tù vì chửi Hồ Chí Minh. Ngày 29 tháng 8, AFA Tiếng Việt loan tin livestream chửi Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Minh Sơn bị tuyên 6 năm tù. Ái phầy cho biết, ông Nguyễn Minh Sơn, 60 tuổi, một người thường sử dụng mạng xã hội Facebook để lên tiếng về nhiều vấn đề chính trị xã hội ở Việt Nam, đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội kết án 6 năm tù giam về tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự. Phiên tòa chỉ kéo dài vài giờ đồng hồ trong buổi sáng ngày 29 tháng 9 tại trụ sở Tòa án Nhân dân, quận Hoàng Mai phải dẫn lời luật sư ngô anh tuấn người bào chữa cho ông sơn nói sau khi trở về từ phiên tòa ông sơn khai toàn bộ các hành vi của mình khai nhận các hành vi mà ông đã thực hiện và ông nói rằng ông ấy có sai người ta cáo buộc có đúng một cái clip thôi cái clip ông ấy quay trực tiếp và phát tán trên mạng việc tàn trữ tài liệu người ta không truy cứu hình ảnh bản tin trên afa theo luật sư Tuấn, ông Sơn bị kết tội vì một video phát trực tiếp livestream trên trang Facebook cá nhân bên ngoài phiên tòa xử nhà báo công dân Lê Trọng Hùng vào cuối năm 2021. Khi đó, ông Sơn trong tình trạng say rượu, buôn lời chửi bới Cộng sản và ông Hồ Chí Minh. Luật sư Tuấn cho biết ông tìm cách giảm nhẹ cho thân chủ bằng cách đề nghị xét xử theo cáo buộc khác, nhưng hội đồng xét xử không đồng ý. Tôi phân tích, đánh giá và cho rằng hành vi này có thể bị xử phạt ở một hình thức khác phù hợp hơn, có thể là phạt hành chính. Vấn đề như thế này người ta có thể cân nhắc ở một tội danh khác như làm nhục người khác hay tội 331, điều 331 lợi dụng quyền tự do dân chủ hoàn toàn có thể làm được. Luật sư Tuấn cho rằng bản án 6 năm tù giam đối với thân chủ của mình là vô cùng nặng nề so với hành vi đã thực hiện. AFA cho hay trong lời nói cuối cùng, ông Nguyễn Minh Sơn xin lỗi, bày tỏ sự ân hận và mong được giảm nhẹ hình phạt. Luật sư không rõ ông Sơn có kháng cáo bản án hay không. Bà Nguyễn Thị Phước, vợ của ông Sơn cho AFA biết, bà không được vào phòng xử án, mãi cho đến gần trưa, bà mới được nhân viên bảo vệ cho vào. Nhưng khi đó phiên tòa đã kết thúc và bà chỉ nhìn thấy chồng mình bị cảnh sát tư pháp dẫn giải rời khỏi phòng xử án hình ảnh ông Nguyễn Minh Sơn AFA cho biết thêm ông Sơn tham gia nhiều cuộc biểu tình ở Hà Nội trong giai đoạn 2011-2018 để phản đối hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông, phản đối chính quyền Hà Nội chặt phá cây cổ thụ ở trung tâm thành phố và một số vấn đề khác. Ông cũng nêu quan điểm về tình hình xã hội Việt Nam trên trang cá nhân. Tuy nhiên, AFA dẫn lời những người bạn của ông cho biết ông Sơn không phải là cây viết có tiếng tăm và có tầm ảnh hưởng lên người khác, do vậy việc ông bị bắt giữ theo điều 117 làm nhiều người bất ngờ. Ông bị bắt vào ngày 28 tháng 9 năm 2022. Công an khám xét nhà và tịch thu một số tài liệu, sách vở cùng với máy tính của ông. Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi từ điều 88 Bộ luật Hình sự 1999 của Việt Nam là một trong ba điều luật mơ hồ vô lý của bộ luật hình sự. Đây là điều luật được đặt ra để chụp mũ và đàn áp những người bất đồng chính kiến. Một số nhà hoạt động hiện đang bị giam giữ vì điều luật này có thể kể đến như nhà báo Phạm Đoan Trang bị bắt tháng 10 năm 2020, bị kết án 9 năm tù. Các nhà hoạt động Dương Nội Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư và Nguyễn Thị Tâm cũng bị bắt vào ngày 24 tháng 6 năm 2020. Các nhà văn, nhà báo thuộc Hội Nhà báo Độc lập Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn bị bắt năm 2019. Thầy giáo Nguyễn Năng Tỉnh ở Nghệ An bị bắt năm 2019. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm d với bản tin Ông Nguyễn Minh Sơn bị tuyên 6 năm tù vì chửi Hồ Chí Minh quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d